đi Đà Nẵng mà chưa biết ăn ở đâu, dễ lắm, thỏ chỉ cho. Đến Đà Nẵng là phải ăn bún mắm nêm. Mình thấy quán Vân ở trên đường Lê Độ ăn khá là ok. Mắm nêm ở đây rất ngon, topping lại đầy đặn. Rổ giá thì rất là local luôn. Địa điểm ăn uống tiếp theo đó chính là chợ Cồn. Tuy nhiên anh em cần lưu ý là ở trong chợ thì sẽ không được thoáng mát như ở hàng quán. Không gian ở đây rất đông và chật chội nên là sẽ không ngồi được lâu. Hàng bánh tráng cuốn thịt heo bi Mỹ này ăn rất ổn. Thịt heo luộc tươi, ngọt, mắm nêm chấm thơm và đậm vị. Xong rồi thì mình ghé qua hàng bánh canh Nam Phổ cũng ở trong chợ nhưng mà tới trễ quá nên là hết topping luôn. Đành phải ăn tạm bánh canh không vậy. Nhưng mà thực sự là mình không hợp với món này lắm. Bán ngày ăn linh tinh cũng được nhưng mà bữa tối là phải hoành tráng. Mình được ông anh quê Đà Nẵng giới tiểu cho quán hải sản local có cái tên khá lạ là xanh bánh cá hỏi ra mới biết một số mặt hàng ở đây là do đích thân chủ quán ra biển xanh bánh hái lượm đem về nên hải sản ở đây rất tươi và khá lạ chẳng hạn như cái con cá có cánh này còn em quái vật biển nặng 30 kg này thì quán chỉ trưng chứ không bán mình thích ăn con gì thì cân con đó hai con sò bum này nặng gần nửa ký mà có 92 mươi cành ăn ngập mồm nghêu sò ở đây không những tươi mà còn chế biến rất ngon miệng nữa cái con nghêu tím này ăn đỉnh thực sự luôn nha anh em hai người ăn sáu món mà hết có gần sáu trăm cành quá sức là tuyệt vời